Xin kính chào quý vị và các bạn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 28 tháng 5, đợt nắng nóng gay gắt đạt đỉnh điểm. Một số nơi miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ nhiệt độ lên đến 42 độ C. Tại Hà Giang, do ảnh hưởng của rìa nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, nên các khu vực trong tỉnh tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Nhiệt độ không khí lúc 13 giờ ngày 28 tháng 5 tại các trạm quan trắc được lần lượt là tại thành phố Hà Giang, Bắc Mê là 36 độ. Bắc Quang là 37 độ và huyện Hoàng Su Phì là 35 độ. Bước sang ngày 29 tháng 5, nắng nóng tiếp tục duy trì với cường độ gay gắt. Nhiệt độ không khí cao nhất ngày có thể lên đến 37 đến 39 độ C. Vùng cao nguyên đá Đồng Văn là từ 31 cho tới 33 độ C. Dự báo đợt nắng nóng này khả năng kéo dài đến ngày 30 tháng 5, sau đó sẽ dịu dần. Do trời nắng nóng cùng với độ ẩm trong không khí thấp nên sẽ xuất hiện cảm giác oi bức khó chịu. Người dân nên tránh ra ngoài khi nhiệt độ lên cao. Cùng với đó, thời tiết nắng nóng trên diện rộng, cảnh báo nguy cơ xảy ra cháy rừng lớn nên các địa phương, gia đình cần tránh việc đốt nương trong dịp này. Tại khu vực công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng là từ 20 cho tới 22 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 30 đến 32 độ, độ ẩm trung bình là 70%. Khu vực di tích quốc gia Ruộng Bậc Thang và vùng núi đất phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 36 đến 38 độ và độ ẩm trung bình là 68%. Ở khu vực vùng núi thấp, khu vực này mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm trung bình là 68%. Cuối bản tin của chúng tôi ngày hôm nay như thường lệ sẽ là bảng nền nhiệt chi tiết các khu vực trong tỉnh và 8 vùng trên cả nước.